Xin chào chú bác mình ha. Hôm nay em lên chú bác video bao gồm 28 mở hàng như thế này. Hàng giá rất là rẻ bình dân, đủ mọi thể loại hết. Thì quý anh chị chú bác mình mua hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 19205 em tin nghiệp. Tất cả giao dịch trao đổi cũng như mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại. Em không chốt đơn YouTube và cũng không bán hàng lên YouTube. Anh em lưu giùm em. Phí ship thì em sẽ tính anh em mình chỉ 20.000 thôi. 20.000 nha. Ship tận tay. Quý anh em mình là phải kiểm tra hàng trước khi nhận giúp giùm em. Nha. Hai đơn sẽ được bao ship hoàn toàn, thiếu là bên em sẽ bù vô cái phần tiền ship cho anh em mình. Anh em ở ngoài đảo cũng vậy, hoặc là trên vùng sâu, vùng cao nguyên hay vùng xa cũng vậy. 20.000 mặc định, ship tận nhà, kiểm tra thanh toán và trả tiền. Phải kiểm tra hàng trước khi nhận. Rồi, không mất nhiều thời gian, cái mã đầu tiên là cho anh em mình là 4 cây cần xuất lở như thế này. Cả 4 cây đều chất liệu là phíp nha anh em. Có 1 cây này nhìn nó mất nút đít nè, đúng không? Cây này nó mất nút đít nè. 2 cây 2m7 và 1 cây 2 cây 3m, 2 cây 2m7. Chất liệu là phíp, mấy cây súp lở. Thì mấy cây này anh em về mình hạ tay mình chơi anh em. Cái khoen này, có khoen còn, có khoen hư, có khoen đủ. Đó. Nói chung là hư khoen hết đi. Phôi thì nguyên dạng, phôi thì đầy đủ hết em, phôi đẹp nguyên dạng, không có dập, không có nứt gì hết nè. Đó thì mấy cây này anh em hạ tay nó tầm khoảng 10h không anh em, có cây nào dưới chứ. 2 cây 2m7 và 2 cây 3m. Thì anh em chú bác mình muốn làm tay mình đánh thì mình câu, hoặc là mình về mình kiếm khoen mình gắn vô mình câu, đó là chuyện của anh em mình. Thì em bán thanh lý cho anh em mình là 4 cây này giá có 200.000 thôi nha. 4 cây như thế này giá 200.000. Về tha hồ mà câu luôn mã số 1. Mã số 2 cũng vậy, lên cho anh em là 4 cây luôn. Một cái cần lua máy đứng nó hư một cái khoen đề 3 nha anh em. Nè, cây lua máy đứng nên hư khoen đề 3 chứ cái khoen nó không đẹp lắm. Về kiếm khoen khác mình thay vô. 1m8 size M. Lua 5 đến 18g. Đó, còn cái cây thứ hai, cây này là cái cần ISO nè, ISO lóng ngắn thu gọn của mình 60cm nè. Cây ISO lóng ngắn, cây này á, thì nó dài 3m, nó đọt tầm khoảng số 3. Nhưng mà khoen cũng vậy nè, khoen nó còn cái bể nha anh em nè. Ở trên một khoen ngọn là còn, cây này mới tinh nè, là hai cây. Còn cái cây thứ ba, đây là cây cần tay, cây này 1m8 nè anh em, cây này hãng của NFT luôn, chất lượng cũng là phíp nha, 4 cây này đều phíp hết. Cây này hãng của NFT cần tay 1m8 nè. Còn cái cây này á, là nó có nói mình là nó là 2m7 nha nè. Cây này cũng cần tay phíp 2m7 nữa nè. Đó, lóng đầu đầy đủ hết nha nè, không có gãy, không có dập gì hết. Anh em về chỉ việc câu thôi. Thì combo 4 cây này cũng vậy, em bán thì có giá thanh lý cho anh em mình là 4 cây này giá là 200.000 luôn nha. Tính gần cây có 50.000 thôi, phí ship thì chỉ có 20.000. Về anh em mình chia nhau mà chơi. Đó, mùa hè nè. Đó, mấy anh em chú bác mình mùa hè đi câu cá giải trí đâu nè, mua mấy này về chơi chia nhau mà câu. Tiếp lên cho anh em mình, cây này là cây 3 khúc anh em, câu ngâm câu lăn xê, chất liệu là phíp cán gỗ nha, bắt máy hợp kim không gỉ sét. Cây này hàng có thằng Olympic 3 khúc 2m4, cứng tầm khoảng 30-50, ngọn 2.5 ly nha anh em, khoen dòng sứ đá trắng. Đó, mấy cây này giờ câu ngâm câu lăn xê, lua rê cũng được đó nè, câu tạm, câu vặt vặt đồ chơi cũng được. Mà số 3 giá 150. Tiếp cây này là cây cần tay lóng ngắn, cây này hàng của NFT nha chú bác mình. Có bao cần đàng hoàng trong này. Đó, cây 3m6, cây này tầm khoảng 3h8 lóng nha. Chất lượng là phíp NFT hàng nội địa Nhật nha. Hàng NFT nó chất lượng lắm anh em ơi. Muốn công thì chữ O luôn thấy chưa? Rồi, tầm khoảng 3h dài 3m6 lóng ngắn thu gọn của mình là 20 40 thu gọn 50cm. Cây này mặt số 6 em bán giá 150 nha. Nó có cái bao cần như thế này, em sẽ gửi luôn đi cái bao cần. Rồi, tiếp lên cho chú bác mình đây. Cây này là cây cần tay đắp khúc nha, cây này 4m5. Thì cây này dành cho quý chú bác quýnh siêu cảm giác nha quý chú bác mình. Đánh siêu cảm giác nha, cây này tầm khoảng 1h thôi, dài 4m5. Cây này hàng phíp nhưng mà nó có pha tỷ lệ carbon vô đây nha anh em. Nên cần mà nó hầu không phải hầu như là phíp, cũng không phải là hầu như là carbon. Phíp pha. Đó, siêu cảm giác nha anh em chú bác mình mà lớn tuổi đó muốn quýnh trải nghiệm với dòng ráp khúc cảm giác siêu thì siêu cảm giác quýnh cái này nguyên zin nguyên bản 4m5, ngọn 1 ly nha, rất là dẻo. Tầm khoảng 1h thôi. Ngoại hình thì đẹp. Ngoại hình đẹp nha anh em. Có bao cần mắc hết nút đây. Cây này bán cho anh em giá 150 luôn, mã số 5. Quán cho quý chú bác mình giá 150, lưu ý giùm em là nó siêu cảm giác nha, nó rất là mềm dẻo. Đó, cây này muốn bắt con cá khoảng chừng 3 lạng thôi, anh em lâu lâu là tới nóc. Tiếp cây 2 khúc 2m1 nè, 2 khúc 2m1 nhưng mà cán liền không phải cán dịp nè anh em, ai kiếm thì đang còn cây nha. Bắt máy Fuji đàng hoàng, phen Fuji đá trắng nè. 2 khúc cứng 20 và 2m1 hãng của Richard, chất liệu là phíp nha anh em. Ngọn cái này 2.5 ly, 2 khúc 2m1 cứng 20. Đó,
Cán mút liền nè, cây này mã số 6 200.000. Tiếp cho mình cây này, cây một khúc, dài của mình là chưa tới 1 mét nha, dài 90 cm, cứng tầm khoảng 50 nè, nó một khúc nha. Cây này ngọn đặc nè, mấy cây này thấy dễ nhiều anh em mình kiếm lắm, kiếm mua không ra anh em. Hãng Romarin nè, Made in Korea nè, bắt máy Fuji nè, khoan cũng là khoan Fuji luôn anh em. Nó một khúc nha, 90 cm, tất cả khoan Fuji, cứng khoảng 50-60 nha anh em. Anh em đặc biệt anh em câu trên bè trên xuồng rồi đó, mê mấy cây này lắm. Cây này mã số 7 giá 200.000 luôn. Tiếp với mình cây này cái Ikeda nha, một cái Ikeda chất lượng là phíp, dài 1m8, bắt máy Fuji nha quý chú bác mình. Đó, bắt máy Fuji khoan nè, khoan đầy đủ hết nè. Nó khoan tròn nha, chứ không phải là khoan méo gì chị nha anh em. Cây này đủ ngọn nè. Ngọn khoan đầy đủ hết. Dài 1m8, Ikeda chất liệu lọc phíp. Cây này mã số 8 giá 200.000. Tiếp với chú bác mình đây, cây này là cây Heiichi 2 khúc 2m4 cán dẹp nè. Cán dẹp để anh em cắm vô mấy cái mạng bè thuyền bạn gỗ anh em. Mạng gỗ nó có khe hở nè, anh em cắm vô đây anh em câu. Bắt máy Fuji nè, chết mà cây này hư khoan rồi anh em. Cây này hư khoan rồi, không sao nha. Em sẽ có khoan khác âm thanh cho anh em mình, anh em không phải lo. Cây này cứng 30 2m4, hàng Olympic chất lượng là phíp nha. Hàng nguyên bản. Cây Heiichi chuyên câu bè. Câu trap handle, cây này mã số 9, giá 200.000. Tiếp với mình cây này cây phíp nha em, một cây chất lượng là phíp, một cây này cây cây súp súp lở, bắt máy Fuji nha, nó còn cũng chì bự chà bá nè. Nha, bắt máy Fuji, khoan lớn này nè. Cây này dài của mình là 4,5 m. 4,5 m thông số mấy đây? Cây này đọc số 4 của ISO khoan lớn anh em ơi. Em gỡ cục chì này ra cho nó thoải mái. Ó khoan của mình thì đó, tình trạng cần như thế này nha em. Hư nè, có nứt khoan nè. Khoan này nứt nè, khoan này nứt, khoan này nứt nè. Nứt khoan nè. Đó, trên đây nó hư khoan điều 3 nè, thì tình trạng cần mình như thế này. Đọt số 4 5m4 anh em ơi, ISO biển anh em chứ không phải ấy nha. ISO biển mà cứng lắm, cây này cứng khoảng khoảng 25 của cần đánh lục anh em, cứng nha, chứ không phải mềm đâu. Đó, thì tình trạng khoan của mình thì có hư, mà hàng này hàng nguyên bản chất lượng là phíp. Chất lượng là phíp nha. Thì đó, nó cứng khoảng 20-25 của cần súp đó anh em. ISO biển cứng lắm, cây này 5m4 lận, chứ không phải 4m5 đâu, 5m4. Thôi cây này bán em giá 200 thôi, thấy cái khoan mình nó hư nhiều quá. Thì coi như bán cái phôi cho anh em mình chơi đi, giá 200.000 nha, cây này mã số 10. Thì về anh em lưu ý với em bán thì tình trạng như thế này, hàng không dập gãy, không nứt. Khoan thì không có bao, khoan thì có hư, có nứt như vậy. Giá 200 thôi. Tiếp như mình cây này là cây ISO khoan nhỏ. Cây này 6m3 luôn nè chú bác mình. Bắt máy Fuji, fan Fuji nha, cây hãng có thằng Shimano luôn, cứng đều nè, cây này độc tầm khoảng số 3, dài 2m1 là 6m3 nè, tất cả của mình fan Fuji hết. Không hư không nứt nha, cây này thì ngon lành rồi. ISO 6m3 chất lượng là phíp nha, hàng Shimano luôn. Anh em mà kiếm một cây 6m3 câu gần, câu kè rồi lấy cây này, ngọn 2 ly. Đọt số 3, ISO fan nhỏ, hàng phíp, hãng Shimano, cây này bán anh em mình mã số 11, giá 250 nha. Rồi tiếp đến chú bác mình cây này thu gọn của mình 65 cm nha. Cây hàng đai qua, một cây súp lão thu gọn 65 cm. Hàng đai qua chất liệu là phíp đỏ, độ cứng 10, dài 3m, Made in Korea nha nè, có chạy xước. Cứng 10 nhưng mà thực tế nó cứng khoảng 40-50 quấn lăng xê lận nha nè. Đó, bóc máy Fuji nè, tất cả của mình khoan Fuji nè. Khoan cũng không nứt không hư nha nè. Đây, chất liệu là phíp đỏ, mấy cây này lâu lâu mới có 1 cây anh em ơi, không có nhiều đâu. Lâu lâu mới xót xò được 1 cây, 2 cây như thế này. Ngọn 2 ly 2. Cứng 10 dài 3m, thu gọn 65 cm, mặt số 12 giá 300.000. Tiếp với mình cây này là cây 3 khúc, cây một cây cần súp như này cho anh em mình chiên quýnh bạc vải xa bờ rồi. Quýnh lục rồi, nè, góc có nhọn cắm xuống cát này nữa rồi. Có mũi nhọn nè. Đó. Cái cành không cắm xuống cát bãi rồi đó. Nha. Chất liệu là phíp, hàng của Olympic 3 khúc 36, cứng khoảng 30 của cần đánh lục, tầm khoảng 60-80 của cần quýnh lăng xê nha. Thì cây này á, bình thường á, giá thì vô mùa thì anh em mua tầm phải 400 là rẻ, xấu là 400. Còn mấy cây đẹp ví dụ ra 4m2 được ha, đẹp là phải 500, 600, 700 là khi vô mùa bạc bãi biển anh em. Còn cái này là thời đang trái mùa, nó chưa vô mùa nên em bán cái giá nương cho anh em mình lắm. Tại vì mấy cây này á, người ta giao lô á mà nó đã 200, 220, 250 một cây rồi. Giao lô lần cả 100 cây, 70, 80 cây anh em. Chứ không phải ít đâu. Về họ bán thì cái này em bán lẻ, nó chung bán vui vui chơi chơi cho anh em mình chơi thôi. Chứ cái tiền ship nó cộng vô đây, tiền đóng gói đóng hàng cộng vô đây nó lời không có bao nhiêu một món anh em. Tại thời buổi kinh tế khó khăn rồi, em cũng tranh thủ em bán để cho có đơn hàng ra vô hàng ngày, có việc để làm anh em. Ha, cái này mã số 13, em bán giá cũng 300.000 thôi. Giá 300.000 nha, ngoại hình đẹp 36 3 khúc.
Cây này cũng vậy nè, cây này cây 3m9 nè, anh em chơi ngắn thì lấy cây này, cây này cứng hơn cây nãy. Ba khúc mà ngoại hình nó trầy hơn, xấu hơn, bù lại là phen nó đẹp hơn. Cây này là phen Fuji phản quang, phen gấp nha anh em. Ba khúc 3m9 cũng là hàng của Olympic. Cây này cứng hơn cây nãy nè, cứng hơn cây 3m6 nè. Cây này ngọn to hơn, ngọn cây này 4.5 ly lận, gần 5 ly lận. Ha, ba khúc phen Fuji phản quang, phen gấp hết. Ha, foil thì không đẹp nhưng mà cứng hơn nha, cứng, cây này cũng hơn 30 nè. Cứng quả 33 lần chất liệu là fib nhưng mà nó sẽ không nảy bằng carbon đâu nè. Anh em cứ cho nó 30 đi cho nó dễ tính. Ba khúc 3m9 nha. Nó khoảng 80 cần quýnh lăng C. Cây này mã số 14, em bán giá cũng có 300.000 thôi, quýnh bác mình đây. Rồi, tiếp lên cho anh em này cây Sakura 2 khúc 2m4, còn hai ngọn bạo lực nha. Một ngọn cứng 80 100, một ngọn cứng 100 150. Hai ngọn bạo lực bắt máy hợp kim không phi xét nè, cần mới tin. Hãng Sakura chất liệu là fib nha anh em chứ bác mình đây. Nha, tất cả fan Fuji hết, hàng bao bạo lực luôn. Giá thì rẻ cực kỳ, 2 khúc 2m4. Mã số 15 giá có 400.000 anh em, hai ngọn cây Sakura quá ngon. Tiếp lên như mình cây này là cây ISO hàng nhỏ nha anh em, cây hãng của con Daiwa, cây Daiwa mono. Mono carbon nè. Gần hai da nè, nhưng cây này về cho anh em hạ tay 5m4 đọt 0.8 nha, anh em hạ tay tầm 3H thôi. Nè anh em thấy không? Mấy cái đầu lóng gần vuốt thấy đã không? Có trầy xước, với cây này nó có một cái lỗi nè. Cái đầu lóng thứ hai trên ngọn xuống nó gãy nha, nó còn rất là dài nè, anh em thấy không? Nó còn rất là dài, nó còn tới 20, 40, 60, nó còn tới 80 cm lận là chưa nó. Nhưng mà nó gãy đầu lóng ngọn hai nè, nên cái ngọn nó tuột ra nè. Cái này về anh em cũng xử lý dễ lắm nè, về mình độn vô, mình độn xử lý cái ngọn là hoặc là mình kiếm cái ngọn khác to hơn mình thay vô. Mình câu thôi. Thì cây này em bán cho anh em mình giá có 200.000 nha, về cho anh em mình hạ tay. Cái phôi cây này cực kỳ ngon luôn, mã số 16 giá 200. Tiếp đi mình cây dây trong 3 khúc cho anh em mình thích màu mẻ mạnh mẽ nè, thích màu cẩm hường nè. 3 khúc dây trong hàng carbon, hãng của Suzumi nha, có trầy xước. Cứng 30 3m3 3 khúc dây trong, phiên bản special bản đặc biệt fan xích luôn anh em. Fan xích luôn. Rồi. 30 3m3 3 khúc, ngọn 2 ly. Cây này mã số 17 có 300.000 anh em. Mua cũng mua. Tiếp như mình đây là cái cần tay, lâu lâu được cây đẹp ghê luôn, cái bao cần zin luôn. Mà anh em thấy gì chưa? Nó gãy mẹ cái lóng hai nữa nè. Nè, gãy lóng hai nó ngọn vẫn còn zin nè. Cái cần lâu lâu được cây. Tức thiệt. Xoắn gần cơ bắp của người ta luôn, cây Olympic đỉnh có chớp luôn. Đó. Lâu lâu được cây cần đẹp. Hai da xoắn gân luôn của người ta. Nó gãy mẹ ở đầu lóng hai rồi. Thì cây này cũng vậy, về một là anh em muốn tháp lại là anh em lấy cái này nè, anh em xỏ vô trong lóng hai, anh em tháp lên đây cho nó chấp vô đây, còn không là về anh em mình bỏ luôn, lấy cái này làm cái đầu lóng, quấn chỉ vô này lại lấy ngọn hạ xuống. Thì cây này tình dạng như vậy, em bán cho anh em mình giá 300 nha, tùy anh em mình mỗi người cách xử lý khác nhau như thế nào. Cây này 4.5 tầm khoảng 4H. Cây này mã số 18 em ghi giá 400 rồi nè. Thôi em thấy em bán 300 thôi, hàng lỗi bán 300 thôi nè, cho anh em về mình tự xử lý lại mình chơi nha. Ba trăm ngàn. Tiếp như mình cây này cây ISO ngắn này anh em, 20-40 thu gọn 60 cm nha, hàng carbon nha anh em, hãng của Alpha Techco, hãng của Nhật, bắt máy Fuji nè. Cây này dài 3m2 độ cứng H, và cây này tầm khoảng số 3 của ISO khoan nhỏ, sản xuất tại Korea nha anh em. Nó dài 3m2 7 lóng, tất cả của mình đều là fan Fuji nè. Phôi màu đỏ đẹp nè, một màu đỏ tươi nè, nó cũng sẽ có những vết trầy sờn sơ sơ nha, đống bụi nè, em thấy này là bụi dơ rất là nhiều. Cái chỗ này nó không có khoen nha anh em, cái hạng thiết kế như vậy nha, cái chỗ này là cái dòng zin chống nổ nha, về anh em mình không biết cái khoen này như thế này, nhìn vô là khác biệt xa lắm nha, về đừng có phán vô nó chỗ đó mất cái khoen không nhận là tội nghiệp em lắm. Ngọn 1.5 ly nha anh em, đọt số 3, dài 3m2, một cây xô đóng ngắn thu gọn 60 cm. Cân nặng của mình 125g, cây này mã số 19. Em bán cho anh em chú bác mình giá có 400.000 thôi anh em. Có 400.000 cây mã số 19 nha. Tiếp tục như mình cây ISO khoan nhỏ này, cây này hàng của Daiwa, cây này nó mất nút đích anh em. Nó lấy một băng keo nó bụm lên nè. Thì em cũng bán như vậy thôi, mất nút đích, hàng Daiwa nha, bắt máy Fuji. Một cây Daiwa ISO case. Đọt 1.5 5m3 nha anh em, một cây Daiwa sản xuất tại Made in China. Sản xuất Trung Quốc xuất Nhật, tem vàng xuất Nhật đây, hàng Daiwa chính hãng. Tất cả mình fan Fuji đẹp hoàn thiện nha. Phôi cũng đẹp anh em, có trầy xước nhưng mà phôi mới đẹp nè.
Đây nè, trạch xước đây. Mất đúng đích thôi. Về anh em mình kiếm cái nút khác mình độ vô là mình câu. Đường cây ISO. Hàng đai qua luôn, cái chỗ này nó ruột keo nè anh em. Lâu ngày nó khô nó bong cái keo ra nè. Còn lại là hàng nguyên bản, đọt 1.5 5m3 ISO đai qua. Cân nặng của mình là 230g, ngọn của mình 1.4L, cây này mã số 20, 400.000. Giá quá tuyệt vời. Tiếp như mình cây này cây Lurus anh em, cây này hàng carbon, cán mút liền nè. Hãng của Suzumi nha, tem vàng xuất Nhật đây. Suzumi. Dài của mình là 3m3, lua 7 đến 21g, tải cá từ 8 đến 20 là bao nha, một cây cần lua rút. Khoen của mình thì có một khoen bị lai nha, khoen Fuji nhưng mà có lai một cái khoen chạy dây này nè anh em. Lai một cái khoen nhỏ nè, thì về anh em câu bình thường thôi, chứ cái đầu bu nó bị hở nè. Đầu bu em thấy nó có dấu hở hở mối hàng nè. Đó, mối hàng chỗ này nè. Thì tình trạng anh em mình coi như vậy về mình xử lý. Nói chung để gì dẫn câu được bình thường, còn anh em muốn chắc chắn thì về mình xử lý lại theo cách mình câu. Đó, phôi là phôi nguyên bản. Một cây Lurus, phôi mới đẹp, có trầy xước. Đó, nguyên zin nha anh em. Phôi là phôi nguyên zin. Ngọn của mình là ngọn 2.1L, một cây Lurus 3m3, 7 đến 21g, cân nặng của mình là 268g, mã số 21, 400.000. Tiếp như mình cây này là cây ISO khoan lớn, cây này cũng hàng carbon nha chú bác mình. Hàng carbon ISO khoan lớn. Có dính bụi dính dơ nè, cũng có chạy xước sơ sơ. Bắt máy là bắt máy Fuji, đọt 4 5m4 luôn. Đó, Seafox gì nè, Seafox ISO, ISO khoan lớn. Có chạy đây, chạy chỗ này. Có dính bụi dính dơ, xước. Ha, tất cả của mình khoan hãng nha em. Cây này là bắt máy hãng, khoan hãng có một khoan nước chân nè. Có một khoan nước chân, đầu bu đá trắng nha. Đó, tình trạng cân khoan như vậy thôi. Thế nên em muốn đánh ISO thì đánh, hoặc đánh về mình hạ tay cũng được. Carbon có chạy xước đây nè. Nè, cái mặt này chạy xước nè, cái mặt này thì đẹp nè. Đó, nè, mặt này chạy xước, mặt này đẹp nè, tình trạng y chang nhau như vậy. Giống luôn, mấy cái lóng trên đừng có y chang gì nè, một mặt chạy xước, mặt thì không có chạy. Rồi, đọt số 4, 5m4, một ISO khoan lớn. Ngọn của mình, cây này ngọn của mình là ngọn 2.3L nha anh em. Cân nặng của mình là 424g, cây mã số 22, em bán giá cũng là 400.000. Rồi, tiếp với mình cái này là cây cần súp như nè, một cần súp 4m2. Hãng Osaka nội địa, cây này đẹp nè. Có sờn chỗ này tí xíu. Bắt máy Fuji tem vàng, dài 4m2 nha. Cây này ngoại hình đẹp nè, nhưng mà nó hư hết khoen rồi. Và nó nguyên zin nha, chưa gãy ngọn nghe nè, hư khoen. Em tháo hết khoen, em bỏ rồi. Không có khoen thay, em tháo hết khoen, bỏ rồi. Nó về cho anh em mình về, mình làm cần tay, mình đánh rườm, đánh cá rìa rồi ha. Đánh ba tiêu, đánh lưỡi lục rồi. Cây này cứng cho anh em, nó cứng khoảng 27, cần đánh lục là rất là cứng. Thì anh chú bác mình cũng kiếm một cây cần tay sai cứng, quấn được cá lớn cá to rồi đó, thì anh em mua cây này về anh em đánh. Nó đặc biệt là anh em đánh lục lưỡi lục rồi nè, cần tay lưỡi lục rồi đó, thì lấy mấy cái này búa. Thôi cần súp này tha hồ mà đánh, 4m2 nha, cứng lắm anh em, cứng lắm anh em chú bác mình, cứng lắm nha. Rồi thì cây này cân nặng của mình là 372g, cái ngọn của mình là 2.5L, cây này mã số 23, em bán giá 500.000, số 23 giá 500. Tiếp anh chú bác mình, đây là cây cần súp lở như này, cây hãng cũng đai qua. Cái gốc của mình nè, nó có quấn cái màng co nè anh em. Cây này cứng 23m6 nha, mà cái màng này nó mục lắm rồi. Bắt máy Fuji nè, ở trên này nó cũng quấn nè, nhưng mà em gỡ ra nè thấy không? Nó còn dính lẩm chởm, em không có gỡ nữa nè. Gỡ nữa ra nó dính lẩm chởm thấy ghê quá. Em để gì luôn, bao dập gãy nha anh em, bao dập gãy nứt, nếu mà anh em khui cái này ra. Có dấu hiệu dập gãy nứt thì hoàn trả miễn phí hoàn toàn. Phôi rất đẹp, cắt mới hàng đai qua, một cây súp lở. 30, ổ cứng 20, 3m6 và nguyên bản nha anh em. Em đo là chuẩn luôn 3m6. Chưa gãy, chưa hao hụt, phôi rất đẹp. Một cây súp lở 3m6. Khoen cũng hoàn thiện luôn. Đây, ngọn 2.2L, cứng 20 và 3m6. Cân nặng của mình là 266g. Cây này mã số 24, em bán giá là 600.000. Tiếp như bác mình, đây là cây cần tài lóng dài 6m3, tầm khoảng 3H như nè. Cây hãng của Roya Carbon 6m3, 3H, phơm cần nhỏ gọn nha. Cho nên chú bác mình quýnh cần tài cần đơn nè. 6m3 hàng Carbon, phơm cũng còn rất là mượt đó nè. Cây này hàng nội địa đây. Hàng nội địa Nhật đây. Thấy chưa? Dơ thôi, dơ bụi bụi thôi, chứ không có không có ấy đâu, lao là đẹp lắm ấy. Lao là mới đó. 6m3, 3H. Cần tai, ngọn lông phụng. Đọt 0.8.
Cân nặng của mình 205g, mã số 25, em bán giá là 700.000. Tiếp lên chú bác mình đây, cây này cây đai hoa nha nè, lâu lâu mới có một cây cứng 30 2m7. Thu gọn 80cm nè, thu gọn 78cm, chưa tới 80. 30 2m7 nha, bắt máy Fuji carbon. Tất cả một fan Fuji, cây này fan không đồng bộ nha nè, cây này ba loại fan luôn. Fan nguyên bản của cây này anh em, nó là fan Fuji chân đen như thế này. Thì cây này nó có ba loại, cái fan này fan xích chân đen nè. Đầu bộ xích nè. Có một fan Fuji chân trắng như đây nè. Đó, nói chung cây này do em thay nè. Thì nó hư fan. Hư fan mà cây này đã quá lâu lâu mới gặp lại. Mấy cái fan kia là nó gãy bong động hết rồi, em mới thay đỡ nè. Cái fan này không có nè, vẫn còn nứt chân fan nè. Nó nứt chân fan về mình dán keo lại. Chỉ có fan như vậy thôi, phải fan còn lại là ok hết. Nè, lâu lâu mới có một cây đai hoa Whisker này anh em, lâu lâu mới phải cố gắng cứu cho bằng được chứ không có bỏ fan. Đó, về cho anh em câu ngâm câu lăn xê, cứu thì cứu nhưng mà bán giá sẽ rẻ hơn chút xíu. Cho anh em mình chơi. Nè, ngọn zin phô zin hết là anh em kêu nó hư fan anh em đi bỏ bán xác thì ổn quá. Thật phải kiếm fan, gắn kiếm fan gắn vô cho anh em mình chơi. 30 2m7 nha anh em. Cây đai hoa Whisker 2 da. Cân nặng của mình là 252g, ngọn hiện tại của mình là 2.4 ly. Cây này mã số 26, em bán giá là 700. Tiếp đi mình cây súp nha. Dạ, cây này cây súp, một cái súp carbon hãng Olympic nha, dài 3m9. 3m9, súp Olympic, độ cứng H. Cây này cứng 30 như này. Plus súp Olympic 2 da, sóng 2 da nè. Tem vàng nội địa sản xuất Korea nha. Tem vàng nội địa, sóng 2 da, cây này đẹp nè, bắt máy Fuji đâu. Olympic sóng 2 da. Tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Tất cả fan Fuji hoàn thiện, không nứt không hư. Phôi sóng 2 da đây nè. Carbon. Ngọn nè, khúc này là sơn màu trắng dạ quang, hỗ trợ cho anh em câu đêm nè. Đọt 3 ly nha. Cứng 30 lần nha nè, cứng 30 39, một cái súp Olympic 2 da, ngoại hình đẹp. Rồi cũng đẹp luôn. Cân nặng của mình là 420g. Cây này mã số 27, em bán giá 1 triệu nha. Mã số 27 giá 1 triệu. Tiếp tục cây cuối cùng trong video hôm nay. Anh em muốn chơi cây này là cây Shimano Sub Leader nè, với cái góc xoắn ít thôi. Xoắn ít gần cuồn cuộn luôn nè. Xoắn nguyên da hai da nha anh em. Xoắn gần toàn bộ hết. Cái Shimano Sub Leader 405CX, cứng 30 nha, cứng 30 và 405, hàng made in China, dòng đời mới sản xuất Trung Quốc. Hàng Shimano chính hãng, tem vàng xuất Nhật đây. Xoắn gần nha anh em chứ không phải xoắn trơn nha. Lưu ý cái dòng xoắn gần nó mất gấp đôi, gấp hai lần so với những cái dòng mà Sub Leader mà không có xoắn gần nha. Nắp chụp xịn, fan xích chân đen bằng súng nè, hàng hoàn thiện mới đẹp luôn. Giá thì cực đẹp cho anh em mình, anh em thấy không? Xoắn gần thì mấy cây này, cái phôi mấy cái này anh em, nó là của mấy cây súp fan trắng, mà cái dòng là dòng đời mới thì nó làm là fan đen và con nó có phôi màu xanh dương như thế này. Anh em nó quýnh cần dòng Sub Leader anh em sẽ biết cái giá của mấy cây này nha. Đó, thì hiện tại kinh tế khó khăn thì cái giá của mấy cây fan xích xoắn gần này nè, nó chỉ bằng với giá của mấy cây Sub Leader trơn bình thường thôi. Còn mấy Sub Leader bình thường bây giờ nó tụt xuống còn khoảng 1,5 triệu. Giá bây giờ nó rớt như vậy đó cho anh em mình biết. Thảm lắm nha. Người buôn bán đồ câu thì một số người cứ hay đồn. Một số anh em á, phần để em báo giá hết đi. Cây này em bán giá 2,5 triệu nha. Cân nặng của mình là 370g. Ngọn cây này của mình là 2,8 ly, gần 3 ly. Thì cây này mã số 28, em bán giá 2,5 triệu nha. Thì em nghe một số người nè, nói chung là em không biết làm sao, chắc ghen ăn tức ở hay sao nè. Một số này có lấy chuyện của cái ông thầy Thích Minh Tệ đó ra rồi cứ đổ thừa ổng này nọ đồ, thì do cái người ta hiếu kỳ nên đi theo thôi. Rồi mới xây qua bàn chuyện khác, đổ thừa là dân mua đồ câu làm cái gì để cho dân buôn bán đồ câu, nó sắm nhà lầu, nó mua xe hơi. Đó, một số người lại mang cái niệm như vậy. Em thì em nghe thì nghe vậy thôi, không biết trong bụng hỏi những cái gì. Đó, những người như vậy làm sao mà phát triển lên được anh em. Cứ đổ thừa tại hoàn cảnh, đổ thừa thấy người ta làm ăn được, thấy người khác buôn bán được, cái bắt đầu lại nghĩ như vậy. Ủa, buôn bán dễ quá thì anh em cứ nghĩ đi, em cứ nghĩ trong đầu. Buôn bán đầu câu á, dễ làm giàu như vậy thì mình ra mình buôn bán đi, có ai cấm mình bán đâu. Nó nói như vậy rồi mới nói rồi thôi anh em mình đừng có mua đầu câu để làm giàu cho người buôn bán đầu câu. Nói vậy nó không được anh em.
Nó cũng giống như gạo hàng ngày mình thôi, mình đồ ăn thức uống thôi. Nếu mình nói hàng ngày thôi mày đừng có ăn đi, mày ăn làm chi, mày mua đồ ăn để mày làm giàu cho những người buôn bán đồ ăn đó. Hoặc là ngành ngân hàng đi, với đồ một số người có vay ngân hàng cái đồ về lấy tiền đó làm ăn, ví dụ một số người làm ăn do cái trường hợp mà người ta buôn bán làm ăn do bất khả kháng đi, người ta thua lỗ, người ta phá sản đi đó, thì trường hợp đó là bất khả kháng ngân hàng siết nợ không nói, một số trường hợp thì cứ vay tiền về mà đeo mà ăn chơi, mày bao gái mày chơi gái mày chơi đỉ không, rồi rồi mày không có khả năng chi trả, ngân hàng siết mày cái mày đi mày đòi mày nhảy lầu mày tự tử mày cướp ngân hàng mày cướp nhà băng rồi mày đi giết người mày lấy tiền mày trả, cái mày đổ thừa ngân hàng là tội ác. Nhưng không được anh em, một số người suy nghĩ nó lạch lạc quá anh em, thì anh em cứ nghĩ ừ người ta làm giàu được đó thì mày nhảy vô mày làm giàu cho người ta đi, người ta bán được cũng nhảy vô bán cho người ta đi đó. Còn cái chuyện mà em chia sẻ với anh em mình về những cái vấn đề mà em nhập hàng buôn bán mà mấy năm nay của em á, nó gai góc lắm anh em. Cái bề ngoài mình nghĩ, mình nhìn, mình nghĩ nó khác với cái thực tế mình làm. Anh em cứ vô thử làm đi ha, cứ vô thử làm thử đi biết. Anh em mà có nghĩ người ta bán được, người ta giàu, người ta có tiền, mình vô làm thử đi. Chỉ có đi bán ấp phiện thôi nó mới mau giàu thôi, và dễ nhất thôi đó. Còn dễ nhất là dễ tới đâu thì không biết đó. Chỉ có đi bán ấp phiện, bán hàng trắng thôi nó mới dễ thôi. Em thấy rất là nhiều người mà nó suy nghĩ lệch lạc như vậy, em cũng không biết làm sao. Thì mình cứ buôn bán, mình nghe mình nói mình thấy vậy thôi, thì sẵn đây thì cũng chia sẻ với anh em mình như vậy. Cứ buôn bán thì anh em mình cứ thấy người ta làm giàu, mình cứ mạnh dạn mình làm theo người ta đi, thất bại thì làm lại, thất bại làm lại, thất bại làm lại đó. Còn những anh em mà những người chú bác mình mà lười lao động cứ ra bán hàng trắng đi, chết không biết con đường ngắn nhất ấy, ngộ kỳ thời ác đàn thiệt. Rồi những vấn đề như vậy em cũng xin kết thúc video tại đây nha em. Hẹn gặp lại với anh em chú bác mình trong những video sau. Xin chào, chúc sức khỏe và chúc may mắn.